Rồi hello, xin chào anh chị em, các bạn đã đến với kênh YouTube của Thắng Biker ha. Thì hôm nay mình lại tiếp tục cập nhật các mẫu xe máy cũ cho em tham khảo ha. Ở đầu video thì mình cũng sẽ cập nhật lại thông tin địa chỉ cửa hàng ha. Hiện tại thì mình đang đứng ở cửa hàng xe máy Hưng Phát em nhé. Địa chỉ cửa hàng thì nằm ở địa chỉ là B7O19 đường Lý Thường Kiệt, khu phố Thánh Mục 1, Vĩ An, Bình Dương. Thì anh chị em có thể là mình inbox Zalo để cái hàng gửi vị trí chính xác nhé. Vì cái địa chỉ này có khi mình kiếm bản đồ không thấy ha. Và số điện thoại cửa hàng là 0967288186 và 0926234345. Hai số này thì cửa hàng có dùng Zalo anh em nhé. Đấy. Cửa hàng thì vẫn có nhận giao lưu, trao đổi tất cả dòng xe, hỗ trợ trả góp và ship xe toàn quốc nhé. Trả góp anh em cầm theo căn cước công dân từ 20 chủ trở lên, không nợ xấu, trả trước 30% giá trị xe anh em nhé. Và cửa hàng, các dòng xe cửa hàng bán ra thì đều được bảo hành từ 6 tháng đến 1 năm cho anh em ha. Đấy. Rồi thì bây giờ thì mình lại tiếp tục gặp địa chủ cửa hàng để cập nhật giá xe hôm nay nhá. Đầy đủ phân khúc như là H125, 150, Vario ha. Đó, đầy đủ phân khúc nhá. Anh em quan tâm mẫu nào thì cứ inbox từ cửa hàng nhá. Rồi, hello, đây là chị Nhung mọi người ha. Chào tất cả anh chị em mình nhá. Thì hôm nay em báo giá tất cả những dòng xe bên cửa hàng. Thì cửa hàng em vẫn có là hỗ trợ trả góp ngân hàng và có nhận ship xe ở xa. Thì anh chị em nào mình quan tâm tới những mẫu nào bên cửa hàng thì mình ghé trực tiếp tới cửa hàng mình xem xe nhé. Dạ ok, thì hôm nay mình cũng sẽ cập nhật từ cái mẫu SH trước em nhé. Đó, SH thì mình cập nhật cái này luôn. Đây, chiếc này là đăng ký 2014 này, 59S2. Con này em sẽ bao hồ sơ cho anh em mình với mức giá là 44.600.000. Đời 2014, màu đen nhám nha anh em. Đó, 2014 ha. Con này thì cửa hàng thì bao hồ sơ cho anh em luôn. Đấy. Giá là 44.600.000. 44.600.000. Và cái mẫu xe này cửa hàng thì vẫn bảo hành từ 6 tháng đến 1 năm cho anh em ha. Con này biển Sài Gòn luôn. Biển Sài Gòn bao hồ sơ. Ok. Rồi chiếc nào bao hồ sơ thì em sẽ báo giá là bao nhé. Còn con nào không bao hồ sơ em sẽ báo không bao nha anh em. Ok ha. Rồi chiếc này 61E này, 41.600.000, đăng ký 2013, mẫu quá chìa nhá. Con này là xám lông chuột nha anh em. 125. Con này cũng 125 luôn này, biển 61 anh em nhé. 41.600.000. Đây có chiếc đây. Này màu xanh này rất là đẹp nhá, màu xanh đá này, rêu này. Màu xanh rêu này. 125 anh em ha. 125 khóa mắc cây nhá. Này là mẫu của 2015, khóa mắc cây 44.800.000. Đó, 448. Con này thì biển số 65. 65 Cần Thơ. Ok em nhá. Xe rất là đẹp luôn. Đẹp anh em nhá. Đó. Rồi có mắt cây luôn. Rồi còn chiếc kế bên. Chiếc này là màu xanh xi măng nha anh em. Màu xanh xi măng. Con này 42.800.000, đăng ký 2014 này. Con này là khóa chìa nhá. Khóa chìa, con này là biển 61 anh em nhá. 61. 61 luôn, khóa chìa. 42.800.000 ha. Rồi, còn bên này thì chiếc cái biển 61 luôn em này. Cũng này là 61B thủ dầu nha anh em. Con này khóa sạc bắc cây này. Con này mẫu 2015, xe đẹp nha anh em, liền lạc này, máy êm zin, có bảo hành tất cả cho anh em mình nhá. Thì bảo hành 1 năm sử dụng này. Con này 44.600.000. 44.600.000, 2015 nhá. Biển 61 luôn. Rồi, chiếc này là biển số 60 Đồng Nai, màu đỏ nhà, đỏ tươi nhá. Đỏ tươi 2014 này. 41.800.000. 125 ha. Con này khóa chìa, lên áo ý và lên luôn mâm cho anh em mình. Nói chung là con này thì lên dàn chân, dàn áo là dàn áo ý luôn rồi ha. Chỉ có 44.800.000 thôi. Biển 60 Đồng Nai nhé. Rồi xong nay thì có chiếc này mình thấy là có chiếc ABS này thì ABS nhá, 2018. 2018. Chiếc này 2018, 56.600.000. Biển số 37, lên áo ý nha anh em. Đó, lên áo ý này, con này thì ABS nhé, 56.600.000, 2018 anh em nhé. Đó. Rồi còn sang đây thì có chiếc này là cũng là 125 luôn. Con này 125 lên áo ý, con này là mẫu của 2019 này, con này bản thường thì em bán là 53.600.000 nhé. 536, con này là 2019 nhé. Rồi xe thì để cũng khá chặt nên là không có test từng chiếc một được anh em. Đó, anh em cần chi tiết chiếc nào thì mình cứ inbox Zalo ha, cửa hàng gửi thông tin hình ảnh kỹ hơn nhé. Mình cứ inbox qua Zalo cho em nhé. Quay okay. Video cho anh em mình xem kỹ luôn. Bây giờ mà test từng chiếc một thì cũng hơi lâu. Rồi. Chiếc cái này là cũng là 125 luôn. 125 luôn, biển số Thủ Dầu nhé, 61B1. Con này 2018 này, 56.800.000. 125 màu đỏ đô nha anh em. Rất đẹp luôn, liền lạc, máy em zin. ok đó, biển 61 nhé. Con này khá đẹp anh em, dàn áo cực kỳ đẹp anh em này, dàn chân này ha, dàn chân thì sáng sạch đẹp lắm ha. Dàn áo là liền là không bể vỡ anh em nhé, áo nguyên zin của nó luôn. Nói chung là cửa hàng bán xe thì đều có bảo hành và anh em ở gần thì mình cứ đến test xe thoải mái nhé. Rồi còn chiếc kế bên, chiếc này biển 90 Hà Nam nha anh em, 57.800.000, mẫu 2018, ngay xe ngay chủ ký giấy này, 578. Ok đó, 578 ha, ngay chủ ký luôn, 2018 nhá, 90 Hà Nam. Rồi 61G, con này là 150 nhá, màu xanh xi măng luôn. Rồi ok. Chiếc này 598, đời 2017 nhá, mẫu 2017. Đó, mẫu 2017 nhá, con này biển Sài Gòn ha. 150, không có 61. Biển 61 nhá. 59.800.000 rồi. Rồi chiếc này là biển số 64 thì chiếc này là 150 nhá, màu đen nhám này. 150 ABS anh em. 150 ABS luôn, con này 2018 này. Đen nhám luôn ha. 656. Đó, 65.600.000 ha. Đấy. Nói chung là xe thì cũng khá là nhiều nên mà anh em cần chi tiết thì mình cứ inbox nhá. Mình cập nhật cái mẫu tay ga trước nhá, sau đó thì mình sẽ ra bên ngoài. Sẽ quay tay ga trước, phía trong này trước đi. Đó. Rồi bên trong này thì có mẫu Vario đây mà. Vario, hai chiếc này thì khách cọc rồi bỏ qua đi ha. Okay. Báo giá từng chiếc này. Biển số 37 này, con này là 150 này, đỏ nhám, mẫu 2019. Thì xe thì biển tỉnh rất là nhiều, đều rút được hồ sơ sang tên đổi chủ nha anh em. Vario 150 bỏ mẫu rồi. Con này là 356 này, mẫu 2019, đỏ nhám. Xe rất đẹp luôn anh em ạ. Rồi, chiếc kế bên này là 61D2, mẫu 2019 luôn, 36.600.000. Con này là biển số Dĩ An, 61D2. Con này biển 61 luôn nhé. Mới chạy 16.000 thôi. Có đẹp luôn, xe riêng nguyên bản luôn nha mẹ. 36.600.000 ha, 2019. Còn chiếc bên này cũng là mẫu 150. 150 luôn, 61G. Con này 35.600.000, mẫu 2019. Mẫu 2019 nhưng mà cũng có rất là nhiều mức giá khác nhau nha anh em. Nói chung là nó cũng chênh lệch một ít thôi, bởi vì là nó cũng tùy theo chất xe nữa. Ok ha. Rồi chiếc này là đăng ký 2021 nhá, màu xám luôn nha anh em. 376, đời 2021. Rồi. Quên, 37600 đúng rồi. Con này 2021 nhá. Biển 93 Bình Phước. Ok, biển Bình Phước. Rồi. SH1. Con này khách cọc rồi. Con này khách cọc rồi. Rồi. Rồi, chiếc này rất là đẹp luôn nha anh em. SH nữ này. Xe đèn lạc, máy êm zin luôn nhá. Lốp này còn đường chỉ của xe luôn nhá. Chỉ cui luôn ha. Đó thì ốc tán sáng này, cái này zin nguyên bản chưa hề giảm tốt luôn nha. Ok. Đó con này 2017 vậy ha. 2017, biển số 61K. Đó 2017, xe rất đẹp này, chất xe anh em thấy không? 36.800.000. 36.800.000 thôi. Chất xe anh em thấy cái viền mạ chrome này, cực kỳ đẹp luôn, dàn áo là nguyên bản luôn em nhá. Không bị bể vỡ luôn. Đó anh em nào mình muốn mua SH nữ thì là gọi là con này là cực kỳ đẹp luôn nhá, giá nó cũng vừa phải. Chiếc này khách cọc rồi, bỏ qua luôn. Rồi qua tới mẫu con tay nha anh em. Con tay thì có em có 4 chiếc này là gọi là xe lướt mẫu 155 nhá. 155 xe lướt. 155, con này biển 37 Nghệ An này. 2022, bản màu đặc biệt nha anh em. Rồi ok, xe đẹp quá đẹp luôn anh em ạ. Phiên bản giới hạn, con này 31.600.000. Đời 2022. Ok, 155 khóa mắc cây nhá. Rồi 316 nhá. Phiên bản giới hạn Nghệ An. Rồi. Rồi xanh GP 61D2 Di An luôn. 34.600.000 2021 S155 nhá. Đó, con này là 34.600.000 ha. 34.600.000. Ốc tán rất là sáng nha anh em. Là nó đi bao nhiêu cây nhưng mà xe rất là mới em nhá. Đó. Con này thì cũng không nhớ bao nhiêu cây nữa, nhưng mà ốc tán nó chưa mở. Anh em thấy dàn áo dàn ngoài là mình thấy là rất là đẹp anh em nhé, dàn chân ốc tán em thấy này, 7 màu luôn, cực kỳ đẹp luôn anh em nhé. 4.587 cây. Mấy con này về rất là lướt, con này 4.000 này. 4.000 cây nha anh em. Anh chị em mình nhìn cái ốc phía trước là biết rồi này, ốc chưa mở nhá. Nè. Ok, xe rất đẹp, lô đợt này về rất là lướt anh em nhé. Đúng rồi, toàn xem mẫu xe lướt thôi. Rất là lướt luôn. Có con bên này cũng nhìn khá đẹp này, con này thì lên ốp này. Cái này ô lên ốp anh em, ốp ra ngoài này ha. Rồi con này 67 An Giang anh em. Lên ốp nhiều mà, nhìn cũng rất là đẹp này. Ốc này cho mình nè, rất là sáng luôn nhá. Đó. Okay. Áo này, dàn áo ngoài rất là ok luôn. Thì chiếc này là 32.800.000. 32.800.000 nhá, anh nào biển 67 anh em nhá. Con này thì lên mấy cái ốp đầu. Con này 10.000 cây đây. Đi 10.000 ha. Dàn ngoài là riêng nguyên bán luôn nhá. 10.000 cây. Rồi, còn có con này đây là có phân nữa nha anh em. 1.000 cây số này, 1.000 mấy. Đi hơn 1.000 cây vậy hả? Hơn 1.000 cây. Ở đăng ký 2023 mà phiên bản giới hạn luôn nha anh em. Có mới luôn. Nói chung là 1.000 cây thì không có gì phải so hết nhá. 1.000 cây là keng xà beng luôn, từ ốc tán này anh em mình nhìn này. Rất là đẹp luôn nhá. Cốt chưa mở. Đó. Từ cái gác chân cho tới ấy là rất là ok luôn. Có thì cũng như mới đây. Nói chung là con này không có gì để bị soi em nhá. Đúng rồi. Biển 67 này, con này thì xem giá bao nhiêu nhá. 38.600.000. Thì nói chung với mức giá này mà đối với chiếc xe này thì nó cực kỳ là mềm luôn nhá. Nếu như anh em mình mà mua mới ở ngoài thì cũng tầm 50 mấy triệu. Thì hôm nay em bán cho anh em mình giá chỉ có 38.600.000 thôi. Thì anh em mình sẽ xem xe có bớt nhá. 1.000 cây 2023 phiên bản giới hạn luôn. 1.000 cây thì xe như mới luôn rồi ha. Còn bên ngoài này thì cũng có một số cái mẫu như là Sonic, Satria. Bên này ẹt nữa này em này. Rồi mình đi Sonic trước nhá. Rồi Sonic này biển số 84 màu vàng nhá. Màu vàng cực kỳ nổi luôn, 2021 này. 2021 rất là đẹp anh em nhá. Dàn áo anh em này. Quá đẹp luôn, cần chân này. Đó, chiếc này là 3006 2021. 3006 con này biển số 84. 84 Trà Vinh em. Đó, mình thấy dàn ngoài là xe zin toàn tập luôn. Dàn áo xịt sạch đẹp nhá, không bị bể vỡ ha. Ok. Còn bên này thì có màu Sonic màu trắng đỏ này. Sonic màu trắng đỏ nha anh em. Trắng đỏ thì con này thì mình thấy là dàn ngoài mình có thể lên điểm đồ chơi gì ha. Bộ bỏng là zin này, thế là chỉ có lên thêm cái đèn chở sáng thôi. Chiếc này thì 29.600.000 2020. Màu trắng đỏ này là gọi là cái màu này thì là cũng là màu đắt nhất trong cái bản màu này đúng không em? Đó. Con này thì mình thấy là bọc keo trong này. 296. Bọc keo luôn em nhé. Dàn áo bọc keo luôn. Con này biển 67 này. 67C1. Rồi còn sang bên này thì mình thấy là con này có lên Sonic nha anh em. Biển số 81 Gia Lai. Lên đèn chở sáng với lại tay thắng tay côn. Đốt thì còn mới keng luôn nha anh em. Mới keng mới thay luôn em, còn cái gió này. Cặp lốp trước là lốp trước sau mới thay luôn. Nguyên cả cặp luôn. Cặp luôn anh em nhá. Đó thì chiếc này là 3006 nhá. 3006 con này là 2022 luôn nhá. Mấy mẫu này thì gọi là lướt thôi, mới có 10 mấy ngàn thôi anh em. Ok. 11.000 thôi nhá. Đó, anh em mua xe thì vẫn được bảo hành đầy đủ cho em nhá. Anh em yên tâm luôn. Rồi, bên này là chiếc Sonic luôn. Sonic biển số 67E1. Con này 2022 màu này. Màu trắng tiêm xanh này. 2022, ô đô chạy 11.000 mấy rồi. Đấy. 3006 nhá. Zin nguyên bản luôn. 3006 nhá. Trắng xanh nha anh em. Ốc tám sáng này. Rất là ok luôn. Cốt ống tán là rất là sáng đẹp luôn. Rồi chiếc này là 66 Đồng Tháp, ô đô chạy 16.000. Đó là Satria này. Satria nha anh em. 27.600.000 mẫu 2021. Rồi 2021 nha. Đẹp đẹp. Con màu trắng này thì cũng rất là đẹp, là zin nguyên bản nhá. Cũng là màu trắng tiêm xanh luôn. Con này thì cái miếng keo đồng hồ chưa lột luôn này, rất là mới nha. 276 966 ha. Rồi. Còn chiếc bên này là chiếc cũng là Satria luôn nha. Satria màu xanh đen nha anh em. Rồi, màu xanh. Cái này là 25.800.000, đăng ký 2020, biển 95 Hậu Giang. 2020 nhá, xe mới chạy có 10 mấy ngàn cây thôi anh em. Đó, con này thì đợt này về toàn xe lướt thôi. 95. Đấy. Con này thì giá cũng rất mềm này, 25.800.000 thôi. 25.800.000. Đăng ký 2020. Còn chiếc này mềm hơn nữa. Chiếc màu đen nhám này Satria luôn em nhé. Satria. Con này 71 Bến Tre nha anh em. Mẫu 2019. Giá thì có 21.600.000 thôi. Con này 21.600.000 thôi anh em nhé. Biển 71. Máy móc là bắn zin phải không chị ha? Máy móc bao zin luôn. Cái miếng dán đồng hồ vẫn còn luôn. Để tiêu bóc luôn anh em nhé. 2019. 21.600.000. Đấy. Rồi ok. Máy móc là bắn zin nguyên bản luôn. Còn bên này thì có S 150. S 150 thì có chiếc này chắc là mềm nhất này. Rồi có chiếc này là mềm nhất trong cái giấy này luôn. Con này tem sơn 3D nha anh em. Tem sơn 3D. Biển máy móc đầu nòng còn luôn nhá. 38 Hoạt Tính, máy móc thì vẫn còn nguyên zin. Chiếc này là 18.600.000. Đấy, 18.600.000. Đời 2017. Rồi 2017 nhá. Màu áo là sơn 3D ha, zin liền lạc đó. Còn chiếc kế bên, con này là 2021 luôn, biển 84 nha anh em. Rồi chiếc này là 25,6 triệu này. Đó, 256 ha, à, 2021 mổ đèn led rồi. Còn chiếc bên này là 2019 này. 2019 à, đỏ à, trắng nhá. Trắng đỏ. 21,6 triệu, biển số 38 của Hà Tĩnh. Đó, 216 thôi, biển 38 này. Rồi, còn chiếc kế bên. Máy kinh này cọc này. Con này máy kinh cũng cọc rồi. À. Hôm nay thì 2021 luôn, màu xanh bạc nhá. À, hôm nay về hai con giống nhau nhỉ? Hai con giống nhau, con này thì cọp hơn, con này 4.000 cây. Còn con này thì chạy cũng mười mấy ngàn rồi. Đó, xe này cũng thì là zin nguyên bản đấy em nhé. 2021 nhá, 256 zin nguyên bản. Zin nguyên bản là không đổi chế gì hết nhá. Được áo sơn xi là zin luôn. 25,6 triệu thôi. Biển 68 này. Con này cọp hơn nhưng mà giá nó vẫn mềm hơn, bởi vì nó 2020 nó đời thấp hơn một đời. Đời thấp hơn hả? Đúng rồi, đời thấp hơn nhưng mà nó keng hơn. Tán này em thèm. Nó đẹp luôn này, ốc tá này sáng trưng luôn. Đó. Đó, xe rất là mới nhá, mới chạy 4.000 cây. Nói chung là xe cầm đồ rất là nhiều luôn. À ok đó, đó. Cầm bên em rất là nhiều luôn. Thì hôm đó, nay là đến ngày hết ngày là đến em đưa ra thanh lý cho anh em mình nhá. Cầm cũng khá là lâu rồi. Xe đẹp nhá, zin nguyên bản luôn. Nước sơn rất là đẹp luôn. 2020 mới 4.000 cây thôi, keng luôn. Đó, có keng luôn em ạ. Anh em thấy là dàn áo, dàn chân là dàn bô, mình thấy là anh em thấy là ốc không? Ốc tán là trắng sáng luôn anh em ạ. Đó, có đẹp. Con này thì giá chị để cho mấy? 24,8 triệu em. Đó, 24,8 thôi, xe rất là lướt luôn em nhá. Đó. Anh chị em đang tính mua ẹt thì mình có thể tham khảo mấy mẫu này này, xe khá là lướt luôn. Cứng cáp luôn nha anh em. Đó, ok. Đó thì hôm nay thì mình cập nhật tất cả các mẫu xe cho cửa hàng. Anh chị em ở xa không đến được thì mình cứ inbox Zalo, cửa hàng có ship xe toàn quốc luôn. Và anh em cần trao đổi xe thì mình cứ mang xe trực tiếp đến cửa hàng nhé. Cửa hàng thì có mua bán trao đổi xe luôn. Và trả góp thì anh em cầm theo căn cước công dân từ 20 tuổi trở lên, không nợ xấu ha. Trả trước 30% giá trị xe. Đấy, mọi chi tiết thắc mắc thì anh em có thể inbox Zalo, cửa hàng sẽ tư vấn thêm nhé. Còn bây giờ thì mình cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại anh em những cái video sau ha. Rồi, ok, chào chị Nhung nhé. Xin chào tất cả anh chị em mình nhé. Rồi ok, còn anh em đang xem chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông, mình sẽ tiếp tục cập nhật các mẫu xe khác cho anh em ha. Xin chào, hẹn gặp lại anh em những cái video tiếp theo.